giờ chúng ta xem cách gói bánh chưng của người miền Bắc, nói chung nhá các nhá. Và mỗi vùng miền thì có một cách làm lá khác nhau, nhưng mà cơ bản là hình bánh chưng nó sẽ có một cái hình vuông như thế các nhá. Chú em nhá, lá thì lá rong thì mình cắt như thế này chứ không để như giờ chiều dân Hà Nội mà để cả hai lá túm lại, thì chú em nó cắt ra như này, cắt ra sau để thì cái kích thước đo như nào để sau gặp lại này nó thành một cái góc vuông của cái bánh, và cái bánh mà to hay nhỏ tùy thuộc vào cái kích thước mình lá mình cắt này. Thì mình cắt thì đồng loạt đều nhau như này, chiều dài thôi. Chứ lá thì có thể có lá to lá nhỏ, sau nó hỗ trợ nhau. Đấy, thì gặp lại này là được một góc, thì một cái thì có bốn góc, là bốn lá này. Đấy, thì bây giờ là sẽ làm một chút để các bác xem có khác gì với quê vùng quê các bác không nhé. Góc trước này, gấp lại này, sang đây, gấp lại này, ở đây chuẩn bị làm để ngay cho nó đỡ bùng, một cái góc thứ chéo thứ hai cái chéo nhau, cũng như thế, đấy. Lồng vào nhau là hai cái chéo nha. Cái lá xanh nhất ấy thì sẽ tạo màu cho bánh chưng, cho nên ta nên để những cái lá xanh màu đẹp ở bên trong. Trong củ. Góc tiếp theo. Góc tiếp theo. Bốn góc. Đó. Đấy, cuối cùng. Dây rượu điện đó sẽ phích thiệt nước được đấy. Một bát gạo hoặc là 9 rưỡi 10 giờ là sủi đúng không? 10 giờ sủi. 5 giờ chiều vớt thoải mái nhé. Thoải mái như. Ồ. Cái tống vào cái cây gì, cái lá gì nó rụi được vào riêu thế nhỉ? Cây cái vải thì này. Mỗi ngày là quên lần này không quên, mỗi ngày quên. Thịt. Đây đây ông cho cái bánh chưng con. Thôi. Theo được ạ. Thôi. Mai Tết nhất rồi đúng không? Bắt đầu ho từ kia. Ba lần. Lần. Cháu xin chào rằng nữa. Dạ, xin lỗi.
hôm qua không uống sữa, đến nay cả. Mặt cục cho mắt cỏ. À chưa chưa. Các bạn. Hai đào. Hai đào. Đấy, mục đích của việc gập lá đấy, nó có cái gân của lá làm cái xương cho cái bánh luôn, cái khung cho cái bánh luôn. Và cái việc gập lá vào nãy thì nó có cái đường chéo này, nó đan vào nhau nhìn nó hay. Chứ một số vùng miền thì không cắt lá kiểu này mà túm thôi, nó không có cái hình này. Và cái thứ hai là cứ gói bằng khuôn, bằng khuôn thì quê em không gói bằng khuôn. Thì lá thì bản chất nó là một cái khuôn rồi. Cứ thế con thôi. Được cái nữa. Thôi này ra đi. Bánh nhỏ. Nhỏ được rồi. Đi kéo. Về con gói. Bánh nhỏ. Cắt lá. Đấy, 10 cái. 3 cái. Bánh. Được, rất nhiều. Trái, bánh. Lật cái mặt kia lên thì nó mới đẹp. Dạ, ông cho cái bánh con. Ông cho cái bánh con để sắp cùng đẹp nhé. Đấy. Một lưỡi muộn gói được một cái. Còn đâu là xong hết. Xong hết đi. Rất nhiều lắm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18 cái. 18 cái. Gói rất nhiều nhé. 18 cái. Vừa để tập hương với lại sau Tết ăn dần. Rán. Đấy. Thì còn chút nhỏ nhỏ thì gói. Rồi gói những cái bánh nhỏ cho bọn trẻ con. Còn ít gạo thừa. Một cái thì với lại có cháu thì gói cho nó vui chứ. Ăn thì ăn được mấy. Đấy. Bánh chưng này. Con nhìn lại nhé. Nó vuông vuông này này. Cứ như vuông hơn cả khuôn đấy. Khuôn kia các bác chỉ để cho dễ gói thôi. Chứ quê em không dùng khuôn. Không dùng khuôn nữa. Gói nhỏ nhỏ xinh xinh này. Nhiều nơi gói cái bánh to lắm, ăn nó ngán sợ. Có hay nhỏ thì cứ cắt cái lá này, cái chiều dài này, dài ra thì là bánh to. Đó. Thì là nhiều gạo nhiều đỗ hơn thôi. Đó. Đó. Bánh trưng ti. Bé tí tí bằng 1/4 của cái bánh kia cũng đầy đủ gạo đỗ thịt đấy rồi. Vậy trở lại với chút bonsai hôm nay mà bác nồi bánh sẽ bắc lên đây này, cái chỗ mà đất đỏ đỏ kia là chuyên nấu bánh ấy, ngồi đấy trông bánh nhá cả đêm luôn đấy. Còn bonsai thì vừa mang em Sung này về. Đấy, thời tiết đẹp, lá lộc đẹp quá. Mỗi tội mấy quả kia là bị rụng mất rồi. Nhưng mà không sao, vừa rét quá rụng mất. Còn rất là nhiều mầm quả đây. Thì mang về quê chơi Tết. Mang cây này. Với lại một cây cây xanh làng. Xanh làng. Đấy, một cây Sung này về chơi cho nó sung túc chứ.
chứ mình mang đi về xong mình lại phải mang lên thôi, nó cũng mệt lắm. Nhưng mà thôi cũng tiện chuyến xe quẳng được vào cốp đấy. Sung sung trời sung túc, cây này thì các bác biết rồi. Rồi hôm em bật tập cây khoe thì các bác biết rồi đấy. Thì còn cây phi lao này thì đang hơi lởm chởm tí nữa, thì cắt qua tí để tết cho nó gọn gàng. Phi lao nhanh lắm, khi mình tỉa tỉa tí để cho nó có form để chi tết. Đi, ba con lợn xuống sân. Đây. Kéo vô đây. Tóc thích lắm. Bán à? Ai da. Thích hợp, thấy chưa? Thôi, nó chỉ có vui gì đi. Tết nhất thì cũng vui thế đấy. Ba bà mang về ba con. Đi chơi với giá, xong luôn ngày hai con. Cứ đi xung quanh sân. Đấy, cứ thế nào. Nó đi, nó đi. Quay lắm, quay lắm. Này, cút cung cung ra. Chị đang qua nó ngày hai với một chưa ngủ. Sao đấy ngủ từ chập tối hôm qua sáng nay nó mới chẳng ngủ từ chập tối hôm qua thì nay nó cũng phải hơi nữa. Ngày hai mới ngủ. Cái này của chú đó. Chú hành đấy, chú hành đấy. Đi xuống, đi xuống sân. Hai tỉa cây chúng ta lại lấy.
Sơ sơ nó khỏi lần trời thôi. Đấy. Một cặp như cắt tóc rồi. Nhưng mà có, chưa có cái cành nào nó vượt trội quá. Giữ cái form nhỏ nhỏ với một số cái chỗ nó bẩn bẩn đi. Nó gọn thôi. Này túm cái là đứt này. Đấy, thế là nó đứt. Cái cắt thì nhiều khi lại thâm cái đầu này. Đấy. Rồi lại tiếp tục công cuộc sắm Tết và dọn dẹp các bác ạ. Hôm nay là 29 rồi. 29 Tết rồi. Các bác chắc đang hối hả lắm nhỉ. Triển khai tiếp các bác nhé. Rào quất đi các bác ạ. Đã cho bánh vào nồi. Bánh được bó thành từng cặp. Thả vào nồi nhé. Đổ đầy nước rồi. Và giấy có lót đũa hoặc là cái cuốn của cái cây lá răng cho nó bị cháy hết, bị kì. Nồi lửa lên thôi. Bạn Bi ơi. Bi là đây Bi. Bi đâu? Ra đây để luộc bánh chưng nào.
khói quá. Bị nghịch gì ở đấy đây, nghịch đất bẩn quá. Đấy. Lá ẩm quá. Ít lá là mồi lửa. Cháy. Xong bắt đầu cho củi vào. Gài con bỏ trên con gài. Đừng gài lắm. Đừng gài lắm. Ra đây, ra con sang bên này. Đi đây. Đấy. Thích không? Cuốc xa xa con bung đất lên đây. Bổ cái gì đấy? Mình sẽ nhặt hết những cái gốc cái củi to để đốt nhá. Cái mà mình không bổ được hoặc là mình cái bếp thường ngày mình không đun nổi ấy, nó to quá thì cho vào nhá. Đấy. Đấy. Cháy to chưa? Rồi, bạn biết này. Nhìn này bố lại lấy được một cái củi rồi. Giữa cây này. Rồi. Này đấy, được cái dễ. Dạ. Rồi. Vi ngồi võng đu à? Ngồi võng trông bánh trưng à? Con ngồi võng à. Trông bánh trưng. Bây giờ luộc ngồi trông đến không tối. Con này nó được mai nữa thì. Củi. Ui. Đun hết. Đinh sao rơi ra hết. Gốc ghiếc cho hết. Nấu bánh là cái dịp mà để đun được những cái củi kia. Chứ không thì chịu, không có việc gì mà đun. To quá. Rồi, lúc nào chín thì lại khoe các bác. Cảm ơn các bác nha. Rồi đấy. Hôm nay không làm cây cối gì nhiều. Chỉ có quanh quẩn bánh ghép thôi. Bánh trái cho nó có không khí. Ông bà cứ chờ về để làm chứ. Không cũng đang định làm lâu rồi. Định làm lâu rồi chứ. Rồi những củi to vào. Đây, to vào. Đây, cục kịch. Đấy. Vạ hết vào. Hoặc là đây. Có những cái bonsai chết 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 đây. Đào thay thác với chết chết. Có hết rồi. Đấy. Anh em chơi cây cứ trêu nhau làm. Cây này, cái cục kịch này có được nồi bánh hay không là những nguồn gốc như thế. Bánh từ xưa này các vùng miền này đều miền Bắc đều nấu bằng cái gốc cái mà khó nhằn nhất, khó tức là khó đun trong ngày thường nhất thì tống đun nó trưng hết, đến trưng là đun ngoài trời mà bếp nó to thì nhét những cái củi to vô tư. Đấy. Này cái khối gỗ khó tiêu hóa không chè được như này là táng hết vào, cháy hết, bao nhiêu cũng cháy thì thời gian nó đun nó rất là dài. Và cái nữa là cái bếp của nó thoáng, nó to, nồi rất to. Để đang đi kiếm xem có những cái gốc nào là mình nhặt hết ở ngoài vườn, những cái cục đây, như cục này tí nữa to táng đun hết. Thì lục bánh này không phải là đơn giản đâu các bác. Lửa phải đều, nó sống ấy. Sống và nó bánh nó chỗ sống chỗ chín nó không ngon đâu. Đấy. Mặc dù luộc thời gian rất là lâu ấy. Không phải là nó sống kiểu sống không ăn được, không sống kiểu sống tươi mà sống kiểu bánh nó không đều. Ăn nó không ngon. Đấy, nó bị sượng. Các bạn nó không ngấu bánh. Chứ mình như bánh nhiều thì cái gì chả chín. Lục ra tập trung tập kết hết ở đây. Tí nữa
chỗ này không đủ, còn phải nhặt thêm nhiều. Đấy, nhặt thêm nhiều. Đấy, cứ đi kiếm cái gốc kia kìa. Những cái cục kịch luôn thôi. Đấy, bác nào có bonsai mà cục kịch mà chót bị ra đi thì quảng em nhé. Cho vào nồi nó bánh hết. Được nồi, được một phần của nồi bánh chưng rồi. Đấy, cây thì ra đi nhưng mà được phần của nồi bánh chưng. Đấy, bác ạ. Để hốt cái chỗ kia rồi. Mục hết. Đốt hết. Mấy tiếng quá nhỉ? Mấy tiếng? 6 tiếng à, thôi 6 tiếng. 6 tiếng. Sôi bắt đầu sôi đến 6 tiếng thôi. Ừ. Là sủi là 6 tiếng, cứ cạn nước lại đổ lại đủ tiếp. Nhưng mà đấy thì tôi chỉ chỗ nhà tôi nấu thì nó nhanh hơn, chứ nhiều nơi phải trên 10 tiếng. Trên 10 tiếng cái bánh mới ngon, nhưng mà bây giờ thời gian mình nó cũng không có thì rút ngắn xuống. Là khi từ khi mà sủi nước ấy là trở đi là tính 6 tiếng bắt đầu vớt. Còn lúc nào mà cạn nước thì cứ đổ vào đun cho đến khi nào tầm 6 tiếng là lấy ra vớt ra nước lạ lạnh rửa xong cho một cái bàn mặt phẳng ép, là cho một cái bàn mặt phẳng xong rồi có cái phản là cái gì đấy ép lên. Đấy, ép tức là để lên trên mặt một cái tấm phản ép cho bánh nó phẳng. Đấy, nó không bị chảy nhão. Vâng. Đấy. Đây là toàn bộ quá trình làm bánh khu vực nhà em nhé. Bác nào mà có cái gì khác thì chia sẻ nhé các bác nhé. Không khí Tết chúc mừng năm mới các bác nhé.